Ui, 50 con là 100 mà. Thì con này sẽ để được 150 con. Đấy mày lại lùi ra đây, lùi ra đây, lùi ra đây. Sếp ra sửa cho em con xe cái thì không lặng điểm hôm qua nhưng mà em chưa sửa được. Ủa kìa. Mày đi hôm qua ra sửa cho mày free không vậy? Đây nhá, để ra đây tao nói cho mày nhá. Hôm qua nào nó bị cái lỗi như này này. Sửa xong nếu mà không cất luôn vào kho nó sẽ vẫn bị cái độ hỏng như thế, hiểu không? Thì đúng rồi. Cho mày không cất. Thì hôm qua tao quên cất, thằng nhạc không phải nó thuê luôn xe à. Tính tiền hôm nay tao mới biết. Tao mới biết cái lỗi này. Mà còn 44% mà vãi lìn thật. Đó, đấy thế chứ. Tao quan sửa free nó rồi. Đúng rồi, hết lag hôm qua đó. Cho vào đây, cho vào đây, cho vào đây. Biết quá đơn. Đây đây lùi đây lùi đây lùi đây lùi đây. Nhanh đi ông hết giờ bán cá tao mày ơi. Mày ơi mày. Ôi. Ôi trời ơi. Tránh nhanh nhanh không hết giờ bán cá tao. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Còn 15 phút nữa không phải. Ok nhưng mà cá ngừ 15 phút mẹ làm 2 3 chuyến mới hết cơ mà. Nhiều thứ của anh. Ủa thế em bán hộ cho anh thôi. Cho em tiền luôn được. Phun chưa hả sếp? Phun rồi đấy, mày ra chỗ bán cá đi, đứng đợi anh tính ra giờ. Con này cứ phải nhảy lên nhỉ? Bất tiện đó.